Sao nay thầy mình trầm tư thế nhở? Hay là anh em mình đu một cái chen gì đó cho thầy vui đi. Đấy, không được. Mày còn không biết là thầy chúa ghét đu chen à? Mày làm thế là hai anh em mình đấy. Mày thấy vũ khí của này đi, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Một chiêu thôi nhá, đang xuất. Ui giời, sợ gì? Cái lớp này qua tận 8 tập rồi, bao nhiêu là vũ khí? Anh em biết sao đâu? Mày nói có lý. Tất nhiên. Được, đu chen thôi. Chơi. Ok nhá, các em chúng ta chuẩn bị học bài mới nhá. Đừng có đu chen linh tinh ấy. Ok thế ơi, hôm nay bọn em sẽ làm cho thầy bất ngờ luôn ạ. Cái gì? Bất ngờ á? Bất ngờ như thế nào? Chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kẻ si tình này cho nó phía sau thầm nhớ mong em về về. Thầy, vì sao thầy lại cười? Cái gì? Vì sao á? Thời gian vừa qua tôi đã nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. Đó là muốn trị cái bệnh đu chen của các cậu thì tôi phải lấy độc trị độc. Đó chính là tôi cũng sẽ đu chen để đánh bại các cậu. Sao? Cảm giác bị đu chen như thế nào? Đó chính là cảm giác của tôi trong suốt 8 tập vừa qua đấy. Không được rồi. Riêng về khoản đu chen này, anh em mình không thể thua được. Đúng. Tiếp đi. Biết em đã có người mừng, nhưng anh sẽ vẫn đứng ở đây và chờ em. Không được, không để thua vào đây được. Thậm chí là một người đơn sao. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh vẫn sẽ ngồi. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa sông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Để ta chỉ là một người đến sau. Hiểu được. Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến đâu. Các cậu, các cậu. Các em, cho thầy biết trong tiếng Anh ấy thì người ta sẽ chào nhau như nào nhỉ? Em thưa thầy. Mời cô Bình à, có phải là hello đúng không ạ? Sai rồi. Thế là như nào đúng rồi đấy? Hey slow Hans Lily, how are you? I'm fine, thank you. As you? Ok, cho thầy biết nào. Khi mà các em gặp những cái bạn khóa dưới mà gặp nhau ở trường ấy, mà các bạn ấy hỏi thư viện ở đâu thì các em sẽ trả lời như nào? Ok, các em, cho thầy biết cái đường này người ta gọi là đường gì? Có phải là đường kinh tuyến không thầy? Sai rồi. Thế là đường gì? Lần này là đầu tiên em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Cậu Bình, tại sao tôi thấy cậu suốt ngày đi muộn để lớp phải bị trừ điểm thế ạ? Dạ em cả cô Hà nữa. Tại sao nhà cậu gần nhà cậu Bình mà không đón cậu ấy luôn đi? Bây giờ tôi đề nghị cậu Hà sáng nào cũng đi đón cậu Bình để cả hai không đi học muộn nữa. Ừ nhở? Được chưa? Anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Anh sẽ là câu hát mà ngày em ngân
Này, tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ? Thật ra, có gì đâu đấy, không gì cả. Không, tôi vừa thoáng nghe câu gì. Dạ, thoáng nghe câu gì cơ hả thầy? Thoáng nghe câu giả dối, câu chuyện em nói thôi xa vời. Em lừa em dắt tôi ba đời, thôi thôi em ơn đừng ai nấy bay. Còn đâu nữa tới ngày em là lạ. Đúng các em, Đức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cortina vào năm bao nhiêu? Hình như là vào năm... Năm bao nhiêu cơ? Vào năm 90... Năm 90 mấy? Năm 90 mấy, tôi làm diễn viên đóng TV nổi. Các em, đến giờ tập thể dục rồi. Tất cả đứng dậy xem nào. Rồi, bây giờ tất cả giơ tay lên nào. Ơ kìa, không phải, giơ tay cao lên chứ. Ơ thế, giơ này là giơ cao lắm rồi đấy thầy ơi. Không, giơ tay cao lên như kiểu là... Giơ như kiểu như nào thầy? Giơ tay cao như kiểu đang vươn vai. Ô cơ trưởng trong buồng lái. Đây là chuyến bay thương mại. Hạ cánh là phải có một đường dài. Ok các em, bây giờ các em đọc 3 con số này bằng tiếng Anh cho thầy xem nào. Em không vui đi em cứ đi, về anh không muốn giữ đời anh thua gì. Còn gặp đừng gọi tìm anh lúc em thấy suy. Các em có biết học dốt như này chuyện gì sẽ xảy ra không? Dạ, chuyện gì sẽ xảy ra hả thầy? Mẹ các em sẽ làm sao hả thầy? Mẹ biết mẹ buồn á. Thưa thầy, hôm nay hình như cái điều báo hỏng hay sao ấy ạ? Ô hay, chạy tốt như thế này lại bảo hỏng. Sao các con lại bảo hỏng? Bởi vì hôm nay lớp nó muốn xỉu. Các em, cho thầy biết 181.218 mà nhân với 5 thì sẽ bằng bao nhiêu? Em thưa thầy, là bằng 906.090 ạ. Sai. Các em đọc sai rồi. Đọc nhà mới đúng hả thầy? 9, 10, 6, 10, 9, 10. Tóc mứt mắt có chân nồng linh hồng hào trắng tươi. 9, 10, 6, 10. Úi dồi ôi, tôi mệt các cậu lắm rồi. Thử nói cho tôi biết, các cậu có những ưu điểm gì? Em đây thông minh không cần đắc cơ. Hoa xin chừng lên đưa anh làm voi chờ. Tôi khó chơi lắm đấy. Thử lúc mà anh em bọn em xem. Biết mặt nhau liền. Các cậu mà láo, tôi mách ban giám hiệu. Nếu được mách thằng này ấy, thì đừng có mách em. Tôi sẽ mách luôn cả ba mẹ của cậu. Nếu đã mách ba mẹ của nó rồi ấy, thì đừng có mách ba mẹ em. Tôi sẽ đến tận nhà các cậu. Đến là trốn, mà được là chạy. Đố các em biết, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi? Em thưa thầy là 23. 23 con mực. Anh yêu em cực. 300 tăng ngực. Yêu em căng cực. 23 con nai. Yêu em tới mai. 23 con hổ. Yêu như yếu đổ. 23 con chó. Yêu em không khó. 23 con sói. Chim. Yêu em trong tim. 23 con thỏ. Yêu em không bỏ. 23 con sóc. Yêu em sóc khóc. 23 con gấu. Yêu em không giấu. 23 con vịt. Yêu em. Thầy xem đây này. 23 con chuột. Yêu em. Tôi xin các cậu, đu trên cả ngày tôi mệt lắm rồi. Em cũng xin thầy luôn đấy. Em nhìn thấy đu trên mà em chán, chẳng muốn đu luôn.
cái lớp học này mà cứ như này thì chỉ có nước đóng cửa thôi. Thầy, thầy đừng có nói là thầy định chia tay đi nhá. Tao sẽ lợi dụng lòng chắc chắn của mấy đứa này để khiến chúng nó bỏ đu che. Nếu thầy muốn chia tay thì bọn em chỉ có một câu này muốn nói với thầy thôi. Cá cắn câu rồi. Sao? Các em muốn nói gì? Anh muốn chia tay á, không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á, không dễ đâu anh. Thật á, không dễ đâu anh. Sit down, sit down, sit down play. Anh muốn chia tay á, không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á, không dễ đâu anh. Thật á, không dễ đâu anh. Sit down, sit down, sit down play. Anh muốn chia tay á, không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á, không dễ đâu anh. Thật á, không dễ đâu anh. Sit down, sit down, sit down. Ôi, anh lớp này gì vào nhỉ? Hey slow các anh em, đừng quên là cùng like, share và subscribe cho Pink Slay nhé các anh em nhá. Let's go.